World One lại được chỉnh sửa theo kiểu vừa đấm vừa xoa các ông ạ. Ui, rất may là ở trong cái bản cập nhật lần này là One One nó không bị sửa giống như là ở trong máy chủ thử nghiệm anh em nhé. Nhìn chiêu 2 của nó kìa, nó chỉ tăng thời gian hồi chiêu thôi, nhưng mà ở trong máy chủ thử nghiệm là One One nó bị bỏ mất cái thanh tẩy rồi, nó thay bằng cái đẩy lùi anh em ạ. May vãi cả trưởng, bây giờ thay bằng đẩy lùi con One One này có khác gì vứt ra sọt rác đâu. Thử chơi xem. Cho nên là ở trong trận đấu này Mỡ sẽ thử chơi One One ở mùa giải thứ 30 để xem là One One với cái việc tăng giảm sức mạnh là như vậy thì nó có khỏe không anh em nhá. Đối thủ của Mỡ trận đấu này là Bruno, nhưng Mỡ thấy nó bật phần chấn lên, không tham nữa anh em ơi. Đạp solo với cả cái con Bruno phần chấn là không phải là một cái phương án thông minh đâu anh em ạ. Nhưng ở thời điểm hiện tại Bruno hết phần chấn rồi này, Mỡ vẫn còn phần chấn. Mỡ kích kết được điểm yếu của Bruno, tăng sát thương đến từ nội tại và kết liễu solo kill đến từ vị trí của Tốp Mỡ. Có khả năng hồi máu. Lại tiếp tục đánh nhau ở đường trên. One One có mặt ở đây và One One đang bắn trói chân được Haya, và kèm theo đó là Raphael là double kill đến từ hai cái vị tướng này luôn. Ôi rồi ôi. Nhưng đó là ở trong máy chủ thử nghiệm và rất may Moonton chưa sửa. Ở đây Mỡ bở có được điểm yếu của Lilia, Quýnh Thanh Tiên Vũ kết liễu đi được Lilia và Bruno rất cưng mà không hạ cũng đi được anh ta. Hayabusa có vẻ như là đã hết skill ở trong cái tình huống này và Mỡ quay ngược trở lại nhảy gây sát thương double kill ở mạng thứ 6 đến từ Tốp Mỡ trong cái trận đấu này rồi. Wow. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tốp Mỡ. Và theo như thông tin Mỡ nhận được thì ở mùa giải thứ 30 này thì One One cũng đã được gọi là tăng giảm sức mạnh. Mỡ không biết là tăng hay giảm sức mạnh, vì thế cho nên là ở trong trận đấu này Mỡ sẽ thử chơi One One ở mùa giải thứ 30 để xem là One One với cái việc tăng giảm sức mạnh là như vậy thì nó có khỏe không anh em nhá. Đối thủ của Mỡ trận đấu này là Bruno, nhưng Mỡ thấy nó bật phần chấn lên, không tham nữa anh em ơi. Đạp solo với cả cái con Bruno phần chấn là không phải là một cái phương án thông minh đâu anh em ạ. Nhưng ở thời điểm hiện tại Bruno hết phần chấn rồi này, Mỡ vẫn còn phần chấn. Mỡ kích kết được điểm yếu của Bruno, tăng sát thương đến từ nội tại và kết liễu solo kill đến từ vị trí của Tốp Mỡ ở One One với Bruno. Vâng, có để cho mình cái lợi thế ở đầu game và rất sớm anh em ạ. Bruno có lẽ là đánh cũng khá là chủ quan, bởi vì anh chàng này cứ nghĩ là Bruno nó rất mạnh ở meta hiện tại, cho nên là nó đánh kiểu gì cũng ăn được One One. Anh ta sai mất rồi. Thì con One One ở trong cái trận đấu này Mỡ sẽ lên cái bảng ngọc này cho cái vị tướng xạ thủ này nhá. Đầu tiên là tăng tốc độ đánh để mà giúp cho One One có thể tấn công được nhanh hơn, nhảy nhanh hơn. Cái thứ hai là Mỡ sẽ giúp cho One One gọi là cửa hàng thần bí, mua đồ nó nhanh hơn. Và cái điểm tài năng thứ ba mà Mỡ sẽ lựa chọn đó chính là cái bước chân thần tốc để giúp cho One One có thể nhảy nhanh hơn và có khả năng hồi máu. Lại tiếp tục đánh nhau ở đường trên. One One có mặt ở đây và One One đang bắn trói chân được Haya, và kèm theo đó là Raphael là double kill đi từ hai cái vị tướng này luôn. Ôi rồi ôi. One One thì Mỡ không biết là nó mạnh hay là nó yếu ở meta hiện tại, nhưng mà để cho cái con One One này mà nó xanh sớm thì cũng gọi là ra gì vào này nọ đấy anh em ạ. Bruno chắc chắn là nó sẽ không đạp kịp rồi. Và ở trong trận đấu này nhá, để mà đề phòng những cái phát đạp đến từ Bruno và Hayabusa lên gạch, Mỡ đã cầm cho cái con One One. Anh em hãy để ý kỹ cái cách lên đồ của Mỡ nhá. Đầu tiên là Mỡ sẽ lên cái nỏ thần tốc, sau đó là Mỡ sẽ cầm cái chân thép. Mặc dù cái chân thép ở meta hiện tại nó đã được tăng cái giá tiền mua lên đến khoảng độ tầm hơn trăm vàng, khoảng 100 vàng rồi, nhưng mà anh em có thể thấy Mỡ cầm vào thì Mỡ rất tự tin này. Bruno này, tầm này đạp đâu ăn thua đâu. Anh ta có phần chân thì Mỡ cũng có phần chân. Mỡ mở lên, Mỡ mở khóa được cái chiêu cuối luôn. Và Bruno ăn sấp 5 ngửa lên bảng điểm số lần thứ 3 ở trong cái trận đấu này, nếu như Mỡ nhớ không nhầm anh em ạ. Đâu hình như lần thứ 2 và Mỡ đã có được cái mạng thứ 4 rồi. Vâng, những gì anh em đang nhìn thấy là những cái gì mà cái con One One nó đã được chỉnh sửa ở cái meta hiện tại mùa giải thứ 30. Theo đó thì cái nội tại của One One nhá, là Moonton có ghi ở đây đó chính là tăng cái lượng sát thương đến từ nội tại của One One lên thêm 10%. Thêm 10% anh em ạ, và bổ sung vào cái việc gọi là giúp cho One One có thể nhảy nó nhanh hơn, nhảy nó mượt hơn để mà One One có thể dễ chơi hơn. Nhưng bù lại thì cái chiêu cuối, cái chiêu thứ 2, bạo vũ Lee Wow của One One nhá, là nó cũng đã bị tăng thời gian hồi chiêu. Ui, anh em nên nhớ là cái con One One ở trong máy chủ thử nghiệm nhá, là đáng nghĩ ra nếu như mà cộng đồng không phản ứng ý thì cái con Wan này nó đã bị mất cái thanh tẩy đến từ chiêu 2 của con Wan rồi, anh em hiểu không? Wan trước đến giờ nó có một cái thanh tẩy trứ danh cũng như là một cái kỹ năng duy nhất để bảo vệ bản thân cái vị tướng này là cái chiêu 2. Cơ chế là gây sát thương kèm theo đó là thanh tẩy, xóa bỏ hiệu ứng khống chế lên người của Wan. Nhưng con Wan này ở trong mấy chủ thử nghiệm mà Moonton đã đi một cái nước đi suýt nữa đi vào lòng đất anh em ạ. Đó chính là Moonton quyết định bỏ đi cái thanh tẩy đến từ chiêu 2 của Wan mà thay vào đó là Moonton sửa bằng cái đẩy lùi. Ôi dồi ôi, tôi nói thật với anh em mà Moonton sửa như thế thì chắc con Wan này vứt vào sọt rác luôn anh em ạ. Nhưng đó là ở trong máy chủ thử nghiệm và rất may Moonton chưa sửa. Ở đây Mỡ Bở có được điểm yếu của Lilia, Quýnh Thanh Tiên Vũ kết liễu đi được Lilia và Bruno rất cưng, Mỡ Không Hạ cũng đi được anh ta. Hayabusa có vẻ như là đã hết skill ở trong cái tình huống này và Mỡ quay ngược trở lại nhảy gây sát thương double kill ở mạng thứ 6 đến từ Tốp Mỡ trong cái trận đấu này rồi. Wow. Nói thật với anh em nhá, là nếu như mà cái con Wan này mà nó bị mất đi cho mình đó là cái thanh tẩy thì thật sự phải nói với anh em là cái con Wan nó vứt ra sọt rác luôn. Bởi vì anh em nên nhớ nhá, ở trong một số cái trường hợp con Wan ý nó sẽ sử dụng cái bạo vũ ly hoa như là một cái kỹ năng để mà có thể xóa đi điểm yếu của kẻ địch. Và trong cái bối cảnh là cái tầm thi triển của cái chiêu cuối của Wan nó không quá xa nhá. Bây giờ dùng skill 2 nó có tác dụng đẩy lùi giống như kiểu của Akai thì có khác gì con Wan nó tự bóp đâu. Cái ý tưởng mà sửa cái skill 2 bạo vũ ly hoa của Wan trở thành gây đam và đẩy lùi, nó thật sự phải nói với anh em là nó cực kỳ tối. Và nó hoàn toàn có thể khiến cho Wan không một ai chơi nữa. Anh em nên nhớ rằng là ngày xưa cái con Wan này nhá, nó cực kỳ im ba và nó cực kỳ kinh khủng. Wan lát nữa Mỡ sẽ chia sẻ với anh em. Còn bây giờ để Mỡ hạ đi được Raphael và Bruno đã. Raphael của Mỡ đã lên bảng điểm số và sau đó là Bruno mặc dù là xạ thủ rất khỏe meta hiện tại nhưng nhìn vào KDA đi, Tốp Mỡ đã có cái mạng thứ 8 ở trong cái trận đấu này rồi. Anh em lấy 13 mà anh em trừ đi 8 thì ui dồi ôi, anh em phải biết đi là team của Mỡ đã vượt trội hơn so với team bạn là rất nhiều. Và đặc biệt là ở đường trên, đánh nhau ở đường trên Mỡ tham gia hạ gục và rất may là Mỡ có được mạng hạ gục luôn. Anh em phải biết là cái con Wan ngày xưa nhá, cái chiêu 1 của nó là làm choáng, bây giờ là chói chân, tức là bị giảm sức mạnh đi rồi. Ngày xưa ấy là cái con Wan này ulti của nó tầm rộng hơn, tầm xa hơn, bắn đau hơn và dễ, và thời gian ulti nó dài hơn. Đấy, bây giờ thì cái tầm thi triển kích ulti của Wan nó bé tí, anh em hiểu không ạ? Và quan trọng nhất là đam của Wan nó cũng không thể so sánh với ngày xưa được rồi. Nhưng vẫn đủ nếu như mà anh em xanh để mà có thể kết liễu đi được các thành viên bên phía của team bạn. Nhưng nói để cho anh em biết rằng là cái con Wan này nó vừa là con cưng vừa là con ghẻ. Con cưng ở đây là cái thời điểm được cho ra mắt Wan nó quá mạnh và có quá nhiều skin dành cho nó. Đấy, tứ đại thành thú anh em. Đấy, nhưng mà bây giờ thì Wan nó đã phải nớp đi rồi để mà giúp cho những cái vị tướng xạ thủ khác được tỏa sáng. Ví dụ như là Melissa một thời, xong rồi đến Isia, bây giờ là đến Isia và sau đó đến Bruno, thậm chí là cả Leslie. Nếu mà Wan không bị nép thì những cái con tướng xạ thủ đấy còn lâu mới được ngoi lên anh em ạ. Cái vấn đề nó trớ trêu đấy là như vậy. Đấy, nhưng mà ở thời điểm hiện tại Mỡ chơi Wan ở mùa giải 30 thì cá nhân Mỡ cho rằng là nếu như mà Wan muốn chơi ấy, thì nó sẽ khá giống với cả Isia và thậm chí là cả Melissa, tức là nó sẽ cần đồng đội lên để nó giúp chứ nó không tự sống được anh em ạ. Bởi vì nếu anh em để ý kỹ ở trong cái trận đấu này nhá, là Linh ở bên team Mỡ và Taiwil các thứ các kiểu đảo lên đường trên là rất nhiều và Mỡ rất cần những cái khả năng đảo đường lên để Mỡ có thể xanh đến là như vậy anh em này. Đấy, anh em thấy không, cứ mỗi lần đánh nhau là Mỡ rất may mắn có được mạng hạ gục. Và Bruno anh em nhìn kìa, mặc dù nó thọt nhá, nó đạp Mỡ vẫn rất đau. Nhưng cái sự khác biệt của cái thằng Bruno với Mỡ đó chính là team của Mỡ nó đảo lên đường trên rất nhiều. Còn trong khi đó thì Bruno thì có lẽ là ở giai đoạn đầu game hơi khổ đến từ cái vị tướng xạ thủ này. Một phần là yếu tố kỹ năng, mà phần còn lại ở đây là gì anh em? Phần còn lại ở đây Mỡ nghĩ rằng nó là cái yếu tố chủ quan. Bởi vì nó cứ nghĩ rằng là, Mỡ nghĩ là ở thời điểm hiện tại kèo Bruno với cả Wan thì rất nhiều anh em sẽ cho rằng là Bruno sẽ là người giành phần thắng. Mỡ thừa nhận cái điều này như vậy, chắc chắn kèo Bruno và Wan Bruno nó sẽ trên kèo, nó sẽ dễ chơi hơn, đam nó to hơn. Nhưng mà tuy nhiên không có nghĩa rằng là Wan nó sẽ hoàn toàn thua. Đấy, vì thế nên yếu tố chủ quan và yếu tố kỹ năng nó là hai cái yếu tố rất quan trọng. Lilia ở đây, cô ta giật về và có được chiêu cuối, nhưng Mỡ cũng nhờ vào đó kích được cái chiêu cuối đến từ vị trí của Lilia và mang về mạng thứ 11 rồi. Ui dồi ôi, cái đường trên nát bét anh em ạ. Bản thân Mỡ đã có đến 11 mạng hạ gục rồi, chưa phải lên bảng điểm số một lần nào cả và đang hướng lên đường trên. Đường trên là có Raphaela kèm theo đó là Bruno. Mỡ sẽ kích được cho mình đó là cái điểm yếu lên người của đó là Raphaela, nhưng chiêu cuối của Mỡ không có. Rất đáng tiếc là như vậy, chứ không mà có thì chắc chắn là Mỡ sẽ bay lên và cặp đôi Raphaela Bruno sẽ phải lên bảng điểm số. Ôi, nhìn cái con Wan này không biết anh em như nào nhưng mà Mỡ khá là hoài niệm. Mỡ thì nhớ con Wan ngày xưa quá anh em ạ. Thề, con Wan ngày xưa được cho ra mắt ở thời điểm mà Mobile Legends cách đây mấy năm ấy. Nó thực sự là một cái vị tướng xạ thủ quá kinh khủng đi. Nó đã cơ động, nó có thanh tẩy, đam nó lại còn to và dễ chơi. Đấy, chứ bây giờ one khó chơi ngày xưa rất nhiều rồi. Ơ bạn Lilia đi đâu đấy? Bạn Lilia đứng lại mượn xem nào. Rồi ôi, không cần kích cho mình, đó là cái điểm yếu đủ để mà bật ulti, chỉ cần bắn thường thôi. Lilia chạy bộ làm sao bằng được Tốp Mỡ trên one nhảy chân sáo, nhảy liên tục. Freya có mặt ở đây và anh ta không chém được, cái lượng sát thương của anh ta không ăn được vào máu của Taiwil. Mỡ có được mạng thứ 13 rồi. Vâng, KDA rất xanh chín và team bạn vẫn còn ở đây, đó là 3 thành viên. Ném cái hồi quy yến, khắc được điểm yếu phía sau lưng của Raphael, nhưng không làm gì được cô nàng này bởi vì vẫn còn một điểm yếu nữa. Raphael dùng cái chiêu cuối làm choáng, nhưng mà team Mỡ đang muốn lao vào đến từ vị trí của Linh, đến từ Taiwil và đến từ Verlier. Ulti tốc biến rất bất ngờ đến từ Taiwil và anh ta đang đánh rất thổ báo, nhưng cái lượng máu của anh ta là không đủ, anh ta đã buộc phải lùi về. Lilia thì đang muốn truy đuổi theo vào vị trí của Taiwil, làm gì đây? Có đấm ăn xôi à? Ôi rồi ôi, lên bảng điểm số 80 vàng luôn và Mỡ có mặt ở đây rồi. Phần chân Mỡ bật lên, hồi quy yến đang được tung ra và khắc hết vào các thành viên bên phía của team bạn. Khuynh thành tiến vũ bay lên, double kill, triple kill. Nhưng đó là tất cả những gì mà Mỡ có thể làm được anh em ạ, bởi vì team bạn nó đã chạy hai hướng khác nhau rồi. Hayabusa bí kỹ anh chàng kinh đấy, nhưng mà cái lượng sát thương này là không ăn thua rồi. Và tất cả là dành cho Linh. Linh anh ta đu vào và sau đó có được cho mình đó là cái mạng thứ bao nhiêu của Linh thì Mỡ không nhớ, nhưng mà Mỡ đã có được KDA 16.05 ở thời điểm hiện tại rồi. Phút thứ 9, 16 mạng. Đây là một trong những cái trận đấu hiếm hoi mà Mỡ nghĩ rằng Mỡ đã cầm cái con one one này nó xanh chín đấy là như vậy. Trận đấu này khi mà đối đầu với cả Bruno thì Mỡ nghĩ là thôi xong, chắc sẽ làm cái game khó. Nhưng có vẻ như là trận đấu này nó đang trở nên tương đối dễ dàng với Mỡ ở thời điểm hiện tại. Bruno bây giờ đang lệch Mỡ 3 level, mặc dù anh đã... Ui, anh em thấy không? Con Bruno nó đạp vẫn đau nha. Lệch 3 level mà anh em đánh vớ vẩn thì vẫn thua như bình thường đấy anh em ạ. Đấy anh em nhìn Linh kìa. Đấy, anh em thấy chưa? Sức mạnh của con Bruno ở thời điểm hiện tại nhá. Mặc dù nó mới chỉ có được cho mình đó là cái chiến dụ berserker với cả cái vô tận chiến thương nhá, nhưng nó vẫn đạp rất đau rồi, bởi vì con Bruno nó đang là xạ thủ meta hiện tại. Anh em hiểu không? Đấy, anh em đừng nghĩ rằng là cái con Bruno này mặc dù nó thọt như vậy cho nên anh em được phép đánh kiểu nhây nhây. Đọ đam với cả Bruno chỉ có nước ra chuồng gà thôi anh em ạ. Rồi Mỡ có mặt ở đây, thấy Freya. Ui, Freya chạy bộ về nhưng Mỡ đang nhảy chân sáo, Mỡ đang cố gắng gọi là áp sát, ném cái hồi quy yến ra ở trong cái tình huống này và Freya gồng chiều cuối lên trong muộn màng. Mỡ có được cái mạng thứ 17, 200 vàng lại một lần nữa tích tích vào tài khoản của Mỡ. Và bây giờ thì Mỡ đã full đồ, phút thứ 10 full đồ. Ui, phút thứ 10 full đồ anh em ơi. Quá kinh khủng đến từ vị trí của Tốp Mỡ luôn. Và với cái việc xanh chín là như thế này thì thôi, tầm này con one one nó có thể nói là tự tin chơi rất dễ. Nó có khả năng bảo hộ đến từ cái gươm hoàng kim. Đấy, và nếu như mà anh em nào mà cẩn thận thì ở trong trận đấu này thì anh em đắp nốt cho mình cái cung thần phong cũng là một cái phương án hợp lý. Chẳng qua trận đấu này là Bruno nó thọt quá cho nên là Mỡ không lên cung trước thôi. Nhưng rõ ràng với cái việc mà có Hayabusa với cả có Bruno trong team mà anh em không lên cung thì thôi đúng là ngờ u luôn anh em ạ. Cho nên là cái trận đấu này cho dù Mỡ xanh, Mỡ sẽ lên đồ hơi khác một chút xíu, nhưng Mỡ vẫn sẽ hướng dẫn anh em lên cái cung thần phong ở cái slot thứ 4 để mà có thể counter được bộ ba Freya, Hayabusa với cả Bruno nhá. Team nó ba con gây sát thương vật lý mà anh em không lên cung thì đúng ngu rồi. Rồi đây là đang có giao tranh, Mỡ có mắt ở đây và sẽ là một tình huống ném hồi quy yến vào Freya, khắc hết điểm yếu và sau đó bay lên ở trong tình huống này, kết liễu đi được Freya và sau đó là double kill đến từ vị trí của Bruno, mạng thứ 19. Ôi. Ôi, game đấu này là team bạn đắp chiếu rồi, đắp mộ cuộc tình. Chỉ còn lại duy nhất Hayabusa và Raphael đang có mặt ở đây. Liệu rằng hai cái vị tướng này thủ kiểu gì đây? Tôi không biết anh em ạ, nhưng mà tầm này thì chắc chỉ còn nước gọi là ăn sẵn nằm ngửa để mà lên bảng điểm số mà thôi. Hayabusa đang đẩy bóng ra và Mỡ đang có mặt ở đây, kết liễu đi được đó là Hayabusa. Sau đó đi cùng với lót vào để kết thúc trận đấu này. Lilia và Raphael đang cố gắng muốn thủ nhà. Lượng máu của Mỡ nó đang không còn quá nhiều, nhưng Mỡ vẫn có được cho mình đó là cái nội tại đến từ cái gương hoàng kim. Mỡ vẫn chơi được ở trong cái tình huống này, vừa nhảy vừa bắn, vừa nhảy vừa bắn, lùi lại nào để cho Linh được chơi, để cho Taiwil được chơi, để cho Verlier được chơi. Linh có triple kill, Linh có cái maniac vào trận đấu này. Thôi sao team bạn thua tâm phục khẩu phục với lệch 30 mạng hạ gục anh em ạ. Vâng, nốt trận này là Mỡ cũng sắp gần lên được đến thần thoại ở mùa giải thứ 30 rồi đấy. Và nếu anh em thấy video clip này của Mỡ thú vị thì đừng quên để lại cho Mỡ một like và đăng ký kênh nha. Peace.